Và hy vọng rằng là những mô hình như là mẹ đỡ đầu thì sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trên khắp cả nước, đặc biệt là tại những địa phương mà có nhiều trẻ em và rơi vào hoàn cảnh mồ côi do đại dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng sẽ tiếp tục dòng thông tin liên quan đến công tác phòng chống đại dịch. Bộ Y tế chiều ngày 3 tháng 3 đã thông báo tăng hạn sử dụng vaccine Covid-19 của Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ âm 25 độ C đến âm 15 độ. Bộ Y tế cho biết hàng dùng mới áp dụng với các lô vaccine Moderna nhập khẩu Việt Nam từ ngày 2 tháng 3. Quyết định tăng hạn dùng căn cứ và kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế bộ y tế cho biết việc cập nhật hàng dùng không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine hạn dùng mới của moderna được hãng này áp dụng trên toàn cầu Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 9 tháng 2 cũng chấp nhận tăng hạn sử dụng của vaccine Moderna. Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ FDA phê duyệt ngày 31 tháng 1. Cơ quan quản lý dược của châu Âu EMA phê duyệt ngày 8 tháng 12 năm 2021. Đây là lần thứ hai Bộ Y tế tăng hạn vaccine COVID-19 kể từ đầu năm đến nay. Hôm 28 tháng 2, Bộ Y tế cũng đã ra quyết định gia hạn vaccine Abdala của Cuba từ 6 tháng lên 9 tháng cuối năm ngoái, Cục Quản lý Dược cũng đã tăng hạn dùng từ 6 lên 9 tháng đối với 9 lô của Pfizer.